tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ phổ biến trên thế giới và có tầm quan trọng đặc biệt. Vì vậy, tại Việt Nam, trẻ em hiện nay được tiếp xúc và học tiếng Anh ngay từ nhỏ để có nền tảng vững chắc cho sau này. Đặc biệt, ở độ tuổi 10 đến 15 là thời gian quan trọng để trẻ em xây dựng nền tảng, củng cố kiến thức tiếng Anh vững vàng nhất. Nhưng việc học tập ở trường nhiều khi chiếm gần hết thời gian mỗi ngày của các bạn nhỏ, nên việc tham gia một lớp học tiếng Anh trực tiếp là có phần khó khăn. Khóa học tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 10 đến 15 tuổi của giảng viên Hương Elena là lựa chọn thích hợp cho các em. Chỉ với khóa học online này, các em có thể tiếp thu kiến thức một cách chi tiết, dễ hiểu ngay tại nhà. Khóa học giúp các bạn nhỏ thành thạo phát âm chuẩn, học ngữ pháp, kết hợp, giao tiếp, nghe, nói và làm bài tập thực hành qua các phiếu bài tập. Không chỉ nắm các kiến thức lý thuyết, các em còn tự tin hơn trong giao tiếp khi được thử sức với các tình huống cơ bản phổ biến hàng ngày, với các chủ đề, các câu chuyện ngắn và bài hát tiếng Anh. Hơn nữa, các em còn có thể học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích về thế giới xung quanh thông qua khóa học. Sau khi tham gia khóa học, các bạn nhỏ sẽ cải thiện được phát âm tiếng Anh theo giọng Mỹ, giao tiếp thành thạo và nắm chắc ngữ pháp. Đăng ký ngay khóa học tại unica.vn để các bạn nhỏ nhanh chóng tự tin giao tiếp tiếng Anh chuẩn như người bản địa. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.